Rồi hello, shop phụ tùng xe máy lại kính chào cả nhà. Và tiếp tục lên sóng cho anh em một cái đầu bò cam cò với thái 110 ăn vip nha anh em. Cái đầu bò này Hồng An cũng nói chung là nó còn nguyên zin bên trong đó. Hồng An mở ra sẵn này kiểm tra cho anh em luôn tất cả bộ phận bên trong cho anh em mình xem kỹ và đánh giá. Và cái đầu bò này là thuộc dạng là hàng vip nha anh em ha. Đó. Anh em mình dùng cái bộ đầu bò cam cò này là bảo hành 6 tháng cho anh em nha. Đó. Cam cò, bạc đạn cam. Đó. Tất cả bộ phận cặp xúc bắp. Chân dít cũng vậy luôn nha. Bao êm. Không lên chân nhớt, chân dít. Xúc bắp là ok ha, không bị róc. Đó. Thì mở ra kiểm tra hết. Nó vẫn còn giòn zin nha anh em. Giòn zin vẫn còn bị rách miếng ha. Giòn zin thì bốn lỗ vẫn còn nha anh em, dần zin hết anh em. Đây là cặp xúc bắp chưa mở mà à, cặp xúc bắp chưa mở ra luôn nha anh em ha. Thì mình cũng cố gắng mở ra hết, chia sẻ cho anh em mình xem kỹ hơn bộ phận bên trong chi tiết. Cái đúng ra không cần mở ra đâu anh em, thôi kệ đi, mình quay như vậy cho nó kỹ hơn, anh em mình chốt đơn anh em ha. À, tất cả bộ phận trong đây là một cái đầu bò nguyên zin, cặp xúc bắp chân dít chưa mở, đã kiểm tra cái độ kính của cặp xúc bắp, cây xăng, cây lửa, đã đổ xăng và test rất là kỹ, không có bị hở chân dít, không có bị hở hở miệng ha anh em ha. Rồi co xăng đồ co bô rồi không lên nhớt. Đó. Co xăng thì khô ráo ha, co bô thì khô ráo luôn, không có nhớt nhau nha anh em. À. Và cam kết anh em mình ráp lên là ok, đúng chuẩn luôn nha, không xạo bạc đạm cam luôn nha anh em. Bạc đạn cam là không có xào luôn. Đó. Và mình cũng đã làm dấu rồi anh em ơi. Nha. Mình làm dấu sao anh em có dấu chấm sơn nè. Anh em mình ráp cái cò sao anh em. Đó. Hai bên đều có dấu chấm sơn hết. Anh em mình ráp cho nó đúng lên anh em ha. Mỗi bên đều có dấu hết. Để anh em ráp lộn đó. Ráp lên là khỏi cần chỉnh cò luôn nha anh em. Đó. Có dấu niêm phong bên trong. Anh em cứ ráp theo cái cặp cò chấm sơn bên nào là ráp bên đó thôi, về là ráp lên là ok ha, không cần chỉnh nha anh em. À. Chưa chỉnh gì hết luôn nha anh em. Cái đầu bò này rất là chuẩn ha, quay thái 110 nha anh em, coi kỹ nè. À. Miệng là miệng zin nha, chưa đóng chảo, chưa vớt chảo, chưa lả luôn nha anh em ha. Và cái miệng zin của nó là 40 mấy ly nha anh em, hình như 43 ly đó, miệng zin của nó đó, cái chảo zin miệng zin của nó đó 40 ly, mà nhớ lộn nha, 40 ly nha anh em, chảo zin miệng zin nó là 40 ly anh em. Đó. Chừng nào mà cái chảo mà nó rớt lớn ra là nó sẽ số lớn hơn, 42 43 ha, còn chảo zin của nó là 40 đó anh em, 39 mấy đó. Đó, hàng chảo của nó đó. Cái lại này chưa vớt luôn nha anh em ha, độ lại của con nè chưa lả chảo luôn nha anh em. À, quá chuẩn rồi anh em ha, thước tích rất là chuẩn nha anh em. À, chảo gì nè anh em nhìn nè, rất là nhỏ nha anh em ha, chỉ có 40 ly thôi. À, anh em đo mà nó hơn 42 43 là cái chảo này nó đã phá rồi. À, phá chảo, vớt chảo. À, nguyên zin nó là 40 ly đúng luôn. 39 mấy đó, coi như làm tròn đi anh em ha. À, làm tròn đi. À, là chảo này chảo zin nha, cặp xúc bắp chưa mở nha, đã kiểm tra không có bị xì, mặt miệng còn kín nha anh em ha, rất là kín hơi. Thứ ba anh em coi nè. À, móng ngựa rồi chưa mở, chưa gì hết, lò xo nguyên zin. À, chưa có dấu mở luôn nha anh em. Móng ngựa zin luôn nè, lò xo zin nè, chưa có mở nè. À, đầu đẹp cho anh em, đầu rất là đẹp, mặt đạn lưng là không bị rơ, không bị lỏng anh em ha. Rồi những cái răng là còn nguyên zin hết, không tung răng, co xăng co bô còn đủ. Rất đẹp anh em. À. Còn giòn của nó nè anh em, theo xe luôn đó, Hồng An cố gắng mở nó ra luôn đó anh em, cho anh em mình xem luôn, đúng ra là chưa ha, chưa mở lần nào luôn nha anh em, đi cái đầu zin luôn đó.
thì kệ mình bán đầu thì mình phải mở anh em à, mở ra kiểm tra anh em giải ráp thôi ha à. Do cánh bướm nè còn nguyên zin, do zin bốn lỗ vẫn còn à. Và duy nhất là nắp tròn nó bị rách anh em ơi à, nắp tròn bị rách rồi mẹn miếng anh em à. Rồi bây giờ mình đi tới chi tiết bên trong nha anh em ha. Trước tiên là cây cam nha anh em, cây cam này bao đẹp luôn anh em ơi, cam bao đẹp nha anh em ha, anh em coi kỹ nha, anh em coi cái gói nè, không bị khuyết, không bị trái, không bị gợn, từ đầu tới thân cam luôn anh em ha, đâm ra rất là nhẹ và êm, nó không bị dấp anh em. Cây cam này còn mới trên 95% nha, so với một cây cam mới đấy anh em à, không bị dấp, không bị gợn, không bị khuyết, không bị trái, bao êm ha, bạc đạn sử dụng được nha anh em, bạc đạn theo xe nè anh em à, cam zin, bạc đạn zin ha, chưa thay à, nhìn cái gói là hiểu rồi, đặc biệt là gói chưa mài nha anh em ha, gói zin anh em dễ đo lắm, 21 ly. À, gói cam zin của nó là 21 ly nha anh em à, bắt đầu mình trừ ra ha anh em ha, 21 ly nè anh em à, mình trừ nó ra thôi à, 21 ly rưỡi nè anh em à, chưa mài nha anh em ha, gói chưa mài à, hai bên gói đều chưa mài nha à, chưa mài gói anh em ha à, nhiều khi nó bị khuyết á, họ đem đi mài anh em, mài là nó sẽ nhỏ hơn 21 ly nha anh em ha, nhớ nha à, nằm trong khoảng 21 ly là đúng cái cam, mà cam đã mài nó sẽ nhỏ hơn và cái mặt đỉnh nó cũng thể nhỏ hơn nha anh em à, vì nó khuyết quá họ phải đem mài ra anh em, nhưng mà mài xài không bền nha, vì nó mất đi cái độ thép cứng là nó sẽ à, mềm lắm, không có bền được, dùng chừng tháng là nó sẽ bị cháy tiếp nha anh em. Cam ngon không ngon là do cái sức thép, chiếc thép ở ngoài này anh em nó cứng á, mà đã mài qua cam mà thua rồi nha anh em ha, dùng không được nha anh em. Đâu đâu mình có cái thước mình đo anh em ha à, trong phạm vi 21 ly là chuẩn anh em à, 21 ly nè là chuẩn nè à, mà dưới 21 là cam đã mài rồi nha anh em, nhớ nha, mua cam mình có thước mình đo đó à, phạm vi 21 ly thôi à, mà dưới 21 ly khoảng chật 20 ly, 19 ly là mài rồi nha anh em ha. Rồi ok, cây cam đẹp, cặp cò cũng cặp cò đẹp luôn nha anh em, bao đẹp luôn nè, láng bò anh em, không khuyết không gợn nha anh em ha, láng bò à, rất là mỏng à, cò đẹp luôn nha anh em à, không khuyết không gợn anh em à, bao xài anh em ha à, nè chưa trái nè à, bao đẹp, còn mỏng nha anh em, nè ắc nè anh em, ắc này là 10 là ắc này là 9 ly 7 nha anh em ha, 9 ly 7 nha, ắc còn là 9 ly 7 nha anh em ha, ấy ắc còn là 9 ly 9 coi như là 10 ly rồi anh em, 10 ly rồi ha, 9 ly 9 dêm 6 là coi như là 10 đây anh em, mình làm tròn đi ha à. Hai cây đều như nhau hết à. 9 ly 9 dêm 6 nè anh em thấy không, coi như là mình làm tròn 10 ly ha, nhớ nha anh em ha. À, ắc còn là 9 ly 9 dêm 6 coi như làm tròn 10 ly à, ắc của nó đó anh em, ắc không khuyết nè, đoạn trên đoạn giữa không khuyết nha anh em ha à, không bị khuyết nha anh em à, là nó đều nó ngay ha, không bị khuyết à, 9 ly 9 dêm 6 đoạn giữa cũng vậy luôn anh em thấy không, đoạn cuối à, nói chung là láng ok ha, ắc cò không khuyết, láng không có bị khuyết anh em, không lớn không nhỏ anh em ha, rất là nhẹ nhàng anh em nè, không rớt anh em ha, không bị lỏng nha anh em, lỏng là nó rớt liền anh em ha, rất là nhẹ nhàng à, nhẹ nhàng đúng đúng độ gơ anh em, còn mà nó lỏng quá là nó rớt liền anh em ha, nó đúng độ gơ nè, nó xuống từ từ anh em thấy không à, một cái à, nguyên bản của dòng động cơ máy, cái độ rơ chuẩn của nó là xuống từ từ nhẹ nhẹ đó anh em, nó mới đúng à. À, mà rớt liền á là tốc độ lẹ quá là nó lỏng dữ lắm anh em à, phải nhẹ ha,
đó, nó nhẹ nhàng, nó rất từ từ, anh thấy chưa? Đó. Những cái động cơ độ rơ chuẩn của những cái ắc cò ắc cam nó như vậy đó anh em, ắc bít tông cũng vậy nữa, nó rơ từ từ anh em, nó rơ từ từ thấy không? Đó. Nó không rớt liền nha anh em ha, đó. Rớt rất là chậm, đó là chuẩn đó nha anh em, êm nhẹ ha, không bị xước, không bị khuyết, đó. Cặp cò đẹp. Đó, chia sẻ cho anh em mình biết thế nào cặp cò đẹp đó anh em. Cặp cò đẹp láng nè, không khuyết nè, không gợn nè. Đó. Cái cam đẹp nè, gói đẹp từ A đến Z luôn. Đó. Từ thân cam tới đỉnh cam ha. Đó. Không có một chỗ dấp. Không một chỗ lõm. Không một chỗ khuyết. Như vậy mới gọi là cam đẹp. Nó láng từ đầu tới đít anh em ha, không có một chỗ khuyết, một chỗ gợn, một chỗ mớp ha. Đó. Cái cam VIP là như vậy đó anh em. Mấy cái cam này anh em xài thêm 4-5 năm nữa chưa ăn thua đâu anh em ha. Quan trọng là nhớt nó phải bơm nó đạt đủ á, đừng có để thiếu nhớt. Không bơm nhớt là nó sẽ bị cháy thôi. Nhớt đủ nó xài hoài anh em, không có hư đâu nha anh em ha. Đó. Sử dụng xe nhớ, nên nhớ là thay nhớt cho nó đủ, đừng có để thiếu nhớt. Thiếu nhớt nó bơm không đủ đó, lỗi lỗi gì anh em. Này nhớt, nhớt nó chạy lên cam nè, đó cái lỗ này lỗ nè, lỗ nhớt lên nè. Đó. Để nó nuôi cái cam anh em. Đó. Cái cò đó không bị khuyết, mà cái lỗ nhớt bị nghẹt á là nói chung là sẽ bị cháy nha anh em ha. Hai cái lỗ này là lỗ bơm nhớt lên đó anh em đó. Để cây cò nó tì lên thấy không, nó tì lên nè, lúc nào cũng có nhớt hết, nó bôi trơn mà không để khuyết, không để cháy đó. Mà nhớt thiếu á, nó bơm không đủ á, nó sẽ bị cháy nha, độ ma sát nhiều quá nó sẽ bị cháy nha anh em đó. Rồi bộ cam đầu, nguyên cái đầu này không ăn bán cho anh em bảo hành dùng 6 tháng nha anh em ha. Quay thái 110 nha, đúng quay thái 110 nha anh em. Anh em coi cái số nè. Đúng quay thái 110 nha anh em. ET trừ 15. ET trừ 15 nha anh em ha. Quay thái 110, ET trừ 15. Cái đầu bò này nói chung là giòn zin nha. Rách đúng cái giòn nắp và nắp tròn ra nha anh em ha. Nước nhôm đẹp nha anh em, nước nhôm đẹp, không rửa nè anh em. Chất mộc. Đó, quá đẹp. Đó. Quá đẹp luôn nha anh em nè, không rửa không gì hết nha. Đó. Không có lên nhớt nha anh em, đó đút vô nè, thấy không, chỉ có muội muội bô thôi, muội than bô thôi anh em, không có đóng ten đóng nhớt nha anh em ha, muội than bô thôi nha nè, đó vậy nó mới ok nha anh em. Đó. Nói chung ở đây mình có cạo khói rồi ha, sạch sẽ cho nên mình nhìn nè, nhìn đúng cái cặp số bắp của nó nè, đúng mã của nó nha, số bắp zin. Đó, miệng rất là nhỏ à, chảo zin nha anh em ha, răng ok anh em, mới lần mở lần đầu luôn nè, mới mở đầu tiên hồi nãy không ăn mở ra cho anh em xem luôn đó, đúng ra là chưa có dấu mở đâu anh em, nhưng mà mình bán là nguyên bộ đầu mình phải mở mình kiểm tra, còn bán mà bán với cục máy nó sẽ khác nha anh em ha. Đó. Cái đầu này không ăn bán cho anh em giá bao tốt cho anh em mình dùng luôn nha anh em, 2,5 triệu nha, 2,5 triệu bảo hành dùng 6 tháng cho anh em. Đó. Đầu này đầu VIP không nha anh em ha. Một cái đầu bò VIP 110 nha. Nói chung anh em mình dùng 6 tháng thay nhớt thường xuyên là dùng thêm 2-3 năm bình thường nha anh em. À, chưa có độ rơ độ gì nha. Kể cả bạc đạn cam luôn nha anh em ha. Bạc đạn cam nè. Không có rơ anh em. Vẫn dùng được nha anh em ha. Không có rơ nha anh em. À, cam lớn cam nhỏ dùng được hết. Không sao nha anh em. Dùng bình thường anh em ha. Đừng có thay nha. Cái nào thay kêu thay. Cái nào là kêu là không, chấm sơn còn đủ anh em. Đó. Cam zin nè, bạc đạn zin nè. Đó. Rồi 2,5 triệu nha anh em ha. Anh em mình để lại số điện thoại bên shop mình sẽ tư vấn và ship đơn cho anh em nha. Chuyển cọc là ship đơn giao tận nhà cho anh em. Anh em ở nhà là mình nhận hàng thôi anh em ơi ha. Ok nha anh em. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem nha. Bye bye.